sống của người xin cao mày. Đến với ngày hôm nay là Hồng Lập Phương Quảng Nam được anh dự giáp gặp được các anh chị cô chú hội Lập Phương của mình. Đó là rất là vui là được vinh hạnh của em. Người xin thì bây giờ cái trong cái thời điểm bây giờ mình anh nghe tới như là bây giờ mời ông dùng thêm phòng xin mà. Cuộc trưng bày lần này là vì phim Nông Sơn.